Thưa quý vị và các đồng chí, xuyên suốt 88 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Bác Hồ kính yêu luôn dành nhiều sự quan tâm đến công tác vận động thanh niên, coi thanh niên là lực lượng trường cột của nước nhà và tổ chức đoàn là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Chính sự quan tâm, chăm lo ấy đã tạo niềm tin, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Xứng đáng với niềm tin này của Đảng, của Bác, thời gian qua, tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện nhiều mô hình phần việc thanh niên để mỗi thanh niên tự trau dồi bản thân, sống có lý tưởng, sống có trách nhiệm. Đây là các vườn tiêu đang đến kỳ thu hoạch ở huyện Châu Đức. Các vườn tiêu này trước đây từng là niềm tự hào của không ít nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá tiêu xuống rất thấp, không đủ chi phí thuê nhân công hái. Không ít hộ trồng tiêu phải cầm cùi, nhìn tiêu rụng đầy gốc. Trước thực trạng trên, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Châu Đức kêu gọi các lực lượng chủ trang đoàn thể trên địa bàn tỉnh hỗ trợ nông dân thu hoạch hồ tiêu. Từ lời kêu gọi này, hơn 1.500 lượt đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng. Hồ tiêu mình kiếm công rất khó khăn, người nhà hái rất lâu, công cán giờ làm thì mướn rất khó. Rất cảm ơn các anh em chiến sĩ đã giúp cho bà con ở đây phụ giúp công việc này. Trong cái điều kiện hết sức là khó khăn về nhân công để thu hoạch tiêu thì huyện rất là cảm ơn và rất là quan nghênh cái tinh thần trách nhiệm cũng như là cái sự chia sẻ của thể hiện cái tình quân dân trong cái điều kiện của huyện Châu Đức trong cái điều kiện hiện nay. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, chiến dịch giải cứu tiêu bắt đầu lan tỏa đến thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc với hàng trăm tình nguyện viên tham gia giúp nhân dân thu hoạch gần 300 hecta tiêu. Việc làm theo Bác này của các đoàn viên thanh niên tỉnh nhà không chỉ giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, mà qua đó còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của thế hệ trẻ với cộng đồng. Mình cũng tham gia lần này cũng lần đầu tiên cũng tham gia cho hái tiêu cho dân dân, rất là vui, rất là nhiệt tình, anh em cũng ủng hộ tích cực, nhiệt tình vui vẻ. Còn đây là hai nhà chờ đưa đón học sinh mà đoàn phường Mỹ Xuân đã xây tặng các em học sinh trường tiểu học Mỹ Xuân. Với mục đích giúp các em học sinh có chỗ tránh trú an toàn khi đợi chờ người thân đến đón, cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông cho các em sau giờ tan học. Đầu năm 2018, đoàn phường Mỹ Xuân đã triển khai thực hiện công trình thanh thiên, xây dựng nhà chờ đưa đón học sinh. Thì qua quá trình tổ chức thực hiện thì xã đoàn cũng nhìn nhận được cái ý nghĩa của nhà chờ và tiến hành tổ chức vận động trong đoàn viên thanh niên và các tổ chức cá nhân để góp phần chung tay để xây dựng thành công cái nhà chờ cũng như thực hiện cái thành công cái đề án xây dựng phường Mỹ Xuân là phường văn minh đô thị. Công trình nhà chờ đưa đón học sinh được xây dựng hai bên cổng trường tiểu học Mỹ Xuân với diện tích mỗi nhà chờ 70m², có mái che và băng ghế ngồi. Nguồn kinh phí xây dựng 40 triệu đồng được vận động trong toàn thể đoàn viên thanh niên, các mạnh thường quân là doanh nghiệp, công ty, các đơn vị đoàn kết nghĩa với tổ chức đoàn phường Mỹ Xuân. Bên cạnh đó, để tiết kiệm chi phí, các đoàn viên thanh niên trong phường đã đóng góp 5 ngày công và thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên các nhà chờ. Tổ chức nhà chờ này tôi thấy việc làm nhỏ có ý nghĩa rất là lớn. Trước đây phụ huynh chúng tôi đưa có đón các em gặp là mưa gió rồi nhiều lúc mình chạy chỗ này khác. Hôm nay có một chỗ này vừa là che mưa che nắng phụ huynh vừa học sinh, có nhiều lúc mưa gió thì đây ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi thấy là chân thành cảm ơn sự ta chờ các cơ quan vì làm được cái này. Mong rằng mô hình này sẽ phát huy hơn nữa, có thể là rộng hơn nữa để rồi phụ huynh có chỗ che mưa che nắng đón con em. Công trình hoàn thành và đưa vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các em học sinh, mang lại niềm vui và sự đồng thuận trong cộng đồng xã hội. Hơn thế nữa, công trình thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của các cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường trong việc chung tay xung kích, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn phường cũng đã đăng ký cái mô hình là coi như là xây dựng nhà chờ để cho các học sinh. Lúc mà phụ huynh đó chưa đưa đón kịp thì có một cái địa điểm vị trí để học sinh chờ đợi khỏi mưa khỏi nắng, hoặc phụ huynh
đến sớm, ví dụ là như vậy, thì cũng có thể ngồi trong nhà chờ này để chờ học sinh ra để mà coi như đưa đón về. Đó là cái ý nghĩa của cái nhà chờ. Và cái mô hình này thì góc độ đảng ủy nhận xét và cảm thấy rất là coi như là thiết thực. Và sau này thì đảng ủy cũng sẽ tiếp tục nhân rộng những cái mô hình mà thiết thực hiệu quả trên địa bàn của phường Mỹ Xuân. Hỗ trợ nông dân thu hoạch hồ tiêu và xây dựng nhà chờ đưa đón học sinh chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình phân việc ý nghĩa mà các đoàn viên thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thực hiện, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Bản thân là một đoàn viên trẻ thì qua cái sự chỉ đạo cấp trên, qua cái học tập những điều tốt của Bác về tư tưởng, đạo đức, phong cách thì bản thân em thấy trưởng thành hơn, qua đó giúp sức hoàn thiện bản thân cũng như giúp cho địa phương có những cái đóng góp cho địa phương tốt hơn. Từ cái việc mà chúng ta xác định cái nội dung cái công trình phần việc thanh niên nó gắn với xuất phát tại cơ sở thì cái tinh thần của đoàn viên thanh niên khi tham gia rất là hăng hái, vì họ không làm những cái chung chung và họ làm những việc mà bản thân họ cảm nhận được rằng sức trẻ của mình có thể đóng góp xây dựng cái chính cái nơi mình làm việc, chính cái nơi mình sinh sống. Do đó cái tinh thần của họ hết sức là cụ thể, tình nguyện và như là họ đang làm chính gia đình mình chứ không phải là đang làm cho một phong trào thanh niên tình nguyện. Ghi nhớ lời dạy của Người với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã phát động triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, làm theo lời Bác trong đoàn viên thanh thiếu niên. Mỗi việc làm, mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đều thể hiện tinh thần tình nguyện xung kích vì lợi ích cộng đồng. Trong năm 2018, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đã chung tay sửa chữa điện cho 98 hộ và xây mới 3 căn nhà trị giá 145 triệu đồng cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn. Trao tặng 126 chiếc xe đạp và 16.848 xuất quà, 1.346 xuất học bổng trị giá hơn 6 tỷ 460 triệu đồng cho học sinh nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn các huyện thành phố. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, đoàn viên thanh niên đã dọn dẹp và phát quang gần 173 km đường ven biển, thắp sáng 7 km đường giao thông nông thôn, trồng và chăm sóc hơn 26.000 cây xanh. Các hoạt động này đã thu hút 100% các tổ chức đoàn tham gia. Cứ vào mỗi dịp lễ Tết, khi dòng người tấp nập đến với thành phố biển Vũng Tàu thưởng ngoạn du lịch, thì lúc đó cũng là những ngày cao điểm của hàng trăm đoàn viên thanh niên trong biệt đội xung kích tình nguyện du lịch thành phố Vũng Tàu. Hoạt động của biệt đội xung kích hỗ trợ du lịch thành phố Vũng Tàu thường bắt đầu trước các dịp lễ Tết từ 1-2 ngày và kết thúc sau lễ 1 ngày, chia làm 4 ca trực mỗi ngày. Hơn 200 đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào, từ sáng sớm đến tận khuya. Du khách càng đông thì trách nhiệm và lượng công việc của biệt đội càng tăng. Em thấy cái hoạt động này của các bạn rất là hay và ý nghĩa, giúp cho những khách du lịch như em có thể hiểu rõ hơn về Vũng Tàu cũng như là đến với Vũng Tàu nhiều lần hơn nữa vì mọi người ở đây rất là thân thiện. Với mục tiêu chung tay cùng các ban ngành đoàn thể phấn đấu đưa thành phố Vũng Tàu trở thành điểm du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng. Bên cạnh hỗ trợ giới thiệu hình ảnh du lịch, văn hóa và con người thành phố biển Vũng Tàu đến du khách, biệt đội xung kích này còn phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân và du khách không tụ tập ăn uống, xả rác bừa bãi tại nơi công cộng, bãi biển, thuộc khu vực trọng điểm du lịch, chốt an toàn giao thông trên các tuyến đường lớn. Trong quá trình mà thực hiện công tác của ban chỉ huy giao kết hợp với các lực lượng chức năng khác thì đoàn thanh niên hỗ trợ rất là nhiệt tình trong cái vấn đề mà đảm bảo an ninh trật tự cũng như là đảm bảo vệ sinh môi trường của bãi biển, và các đoàn thanh niên cơ sở luôn luôn trực 24/24 thay ca liên tục và hỗ trợ tổ công tác của chúng tôi hết mình. Bên cạnh tổ chức các hoạt động phong trào thì tỉnh đoàn còn tích cực triển khai các phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế, tham gia giảm nghèo. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay có hiệu quả. Đoàn viên thanh niên tích cực tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để nâng cao giá trị sản phẩm, làm giàu cho gia đình và xã hội. Từ phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi đã có nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, giúp thanh niên có cuộc sống ổn định hơn, chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn.
Điển hình như gia đình anh Thạch Trần Bảo Vi, người dân tộc Khmer, ngụ tại ấp Liên Hiệp 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Góp nhỏ thành lớn, làm việc nhỏ rồi đến làm việc lớn. Đó là phương châm của Bảo Vi khi bắt đầu đầu tư vào mô hình chăn nuôi chim bồ câu lấy thịt. Dây mượn được 7 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của đoàn thanh niên về kỹ thuật, Bảo Vi xây dựng chuồng trại và mua 20 con bồ câu giống về nuôi. Do chim bồ câu dễ nuôi lại ít bị dịch bệnh, nên chỉ 20 ngày sau anh đã có thể xuất bán đứa chim non đầu tiên. Đến nay, chuồng bồ câu của Bảo Vi lên đến hơn 50 con chim giống, cho thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Nuôi chim bồ câu này là nó ít bệnh, nó thức ăn nó cũng không có tốn kinh phí bao nhiêu hết, dễ nuôi. Và nó cấp độ mà cái giá cả thị trường của nó là nó có giá hơn, mà nó 20 ngày là có thể mình bán được nó rồi. Không chỉ nghiên cứu mở rộng mô hình để tăng thu nhập cho gia đình, Bảo Vi còn giúp các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã phát triển mô hình bằng cách cung cấp hỗ trợ con giống, kỹ thuật nuôi. Tôi cũng xuất phát từ nông nghiệp, thì tôi cũng đã chăn nuôi dê với bạn Vi thì cũng đây cũng mới được mấy năm. Tôi cũng sẽ nhờ bạn Vi tiếp tục cấp nguồn giống, con giống để về cho tôi nuôi rồi tôi nhân giống lại cho mọi người. Xưởng may của anh Trần Duy Tuấn ở xã Kim Long, huyện Châu Đức luôn tất bật với hơn 30 nhân công làm việc mỗi ngày. Được đào tạo ngành xây dựng, Duy Tuấn từng phải xuân ngực khắp nơi để tìm việc làm phù hợp. Nhưng sau nhiều lần thay đổi công việc, Duy Tuấn quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Dây mượn họ hàng cộng với các nguồn vốn hỗ trợ từ đoàn viên thanh niên xã, huyện. Đầu năm 2018, Duy Tuấn mạnh dạn đầu tư 20 chiếc máy may công nghiệp, máy giặt sổ, làm khuy để may quần áo thời trang. Vượt qua những khó khăn ban đầu trong việc tìm đầu ra, đến nay xưởng đã hoạt động ổn định với lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Bây giờ mình còn trẻ, cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Dạ, thì mình làm để thứ nhất tạo điều kiện cho mình, và tạo dĩ nhiên là mở ra thêm em thì tạo điều kiện cho tất cả những thanh niên xung quanh, mọi người xung quanh và cùng nhau đi lên. Hiện tại xưởng may của Duy Tuấn có hơn 30 nhân công làm việc thường xuyên với mức lương ổn định từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng. Trong đó hầu hết là thanh niên, phụ nữ không có việc làm tại địa phương. Đây chính là việc làm thiết thực khi Duy Tuấn tham gia mô hình câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế do xã đoàn Kim Long, huyện Châu Đức phát động. Ở đây thì anh Tuấn tạo điều kiện cho mình thời gian làm việc cũng rất là thoải mái. Những lúc mình bận rộn thì cũng có thể là thu xếp việc nhà bớt rồi mới lên tham gia công việc của mình. Tháng được 4 triệu, có khi 4 triệu rưỡi. Nên là trang trải cuộc sống nói chung cũng tương đối ổn. Có thể thấy sau hơn 2 năm thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhà ngày càng thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia. Chất lượng hoạt động đoàn vì thế cũng tăng lên. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân gương mẫu tự giác học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Năm qua, các cơ sở đoàn đã giới thiệu 1.745 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 965 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. 100% các cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký thực hiện các công trình phần việc thanh niên theo tư tưởng tấm gương phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có 57 công trình phần việc thanh niên trị giá hơn 4 tỷ đồng được các tập thể cá nhân thực hiện và hoàn thành tốt. Năm 2019, tỉnh đoàn quán triệt nhiều nội dung. Trong đó thì quán triệt cái xây dựng hình mẫu cho cán bộ đoàn, quan tâm thực hiện, chăm lo cho cái đối tượng mà mình phụ trách thanh thiếu niên và các hoạt động tình nguyện đến với người dân. Mỗi đoàn viên thanh niên ở bất cứ vị trí công việc nào của mình cũng quan tâm và thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình, tôn trọng nhân dân, quan tâm đồng hành hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là đối tượng mình phụ trách là lực lượng đoàn viên thanh niên, để làm sao mỗi đoàn viên thanh niên thật sự là người bạn đồng hành với thanh niên, với thiếu nhi. Và đặc biệt các hoạt động tình nguyện thanh niên phải gắn với địa bàn và phục vụ tốt nhu cầu và mong đợi của bà con nhân dân, đưa cái vai trò, cái vị trí của người dân, của đoàn viên thanh niên là ở một vị trí cao nhất để tuổi trẻ sẽ có những hoạt động xung kích, tình nguyện, sáng tạo để phục vụ bà con nhân dân, phục vụ thanh niên, phục vụ cho lực lượng mình phụ trách, đó là thanh thiếu nhi. Lấy việc học và làm theo Bác làm nền tảng, đoàn viên thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang không ngừng phấn đấu, phát huy sức trẻ để sống, học tập, rèn luyện và lao động.
cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, xứng danh tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. Thưa quý vị và các đồng chí, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp trồng người, chăm lo xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau. Lý tưởng cách mạng mà Bác Hồ quan tâm giáo dục cho thế hệ trẻ chính là mục tiêu con đường cách mạng Việt Nam. Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cùng làm nên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở là cần phải quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, hiểu biết sâu sắc rằng vì lý tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và chủ nghĩa xã hội mà những chiến sĩ cộng sản tiền bối và biết bao đảng viên cộng sản, lớp lớp đoàn viên thanh niên đã cống hiến trọn đời, hy sinh bao máu xương. Đó là chủ nghĩa nhân đạo cộng sản theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Đó là lý tưởng cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trong di chúc, Bác Hồ viết: đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải thường xuyên trau dồi rèn luyện đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân. Và đạo đức cách mạng phải được thể hiện trong hành động, chỉ có trong hành động, hoạt động trong thực tế đấu tranh cách mạng của nhân dân thì thanh niên mới tỏ rõ được đạo đức của mình. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được tạm dừng. Chương trình do phòng chuyên đề thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.